Wow, xin kính chào toàn thể quý khách hàng. Hiện tại bây giờ là 9 giờ sáng của ngày 23 tháng 1 năm 24. Đại Dương đang có mặt tại nhà chị Hường ở xóm Bản, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, Hòa Bình. Và sau là bộ sofa chất liệu gỗ hương đá, gọi đây gọi là sofa đùi gà ấy các bác nhá. Sẽ quay qua cho các bác tham khảo, như là ướm thử vào phong cách nhà mình, em là kết hợp bộ sofa đùi gà này có phù hợp với nhà gia đình nhà các bạn không nhé. Đấy, bộ này là chất liệu gỗ hương đá nha các bác nhá. Đấy, hàng tuyển chọn gỗ tuyển chọn vân. Đấy, lục lạc trần nõi vân xỉ đét luôn. Đấy, vân lùi, vân lù, vân mây, vân núi, vân sông các bạn. Chim gỗ sản phẩm đến từ Đại Dương, bán mặt là một lá hết nha các bác nhá, không ghép, một lá hết không ghép nha các bác nhá. Hàng chị Hường đặt là không ghép, hàng một lá hết, vân tuyển chọn. Đấy. Đấy, bây giờ bắt đầu đặt đệm vào nha các bác nhá. Rất cảm ơn chị Hường đã tin tưởng vì Đại Dương. Các bạn nào có nhu cầu sở hữu bộ sofa hiện đại thì hãy điện cho Đại Dương là 0981888883. Đại Dương sẽ giao hàng tận nhà cho các bạn nhé. Kết hợp phong cảnh nhà mình như thế nào thì hãy liên hệ cho Đại Dương nhé. Xin chào.